Mời quý mạng cho em đứng lên một lần nữa, chúng ta cùng đọc lời Chúa chung với nhau ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 10 đoạn 1 từ câu thứ 15 cho đến câu thứ 18. Ok, chúng ta cùng đọc chung với nhau. Chắc con đã biết rằng tất cả những người ở Asia đã bỏ ta rồi. Trong số ấy có Phigen và Hermogen. Nguyện xin Chúa bày tỏ lòng thương xót với gia đình của Onesiphore, vì anh ấy đã nhiều lần khích lệ tinh thần ta và không hổ thẹn vì ta phải mang xiềng xích. Khi anh ấy vừa đến Roma thì liền đi tìm ta và đã gặp ta. Nguyện xin Chúa cho anh ấy tìm thấy lòng thương xót của Ngài trong ngày đó. Chắc con đã biết rõ, lúc ở Ê-phê-sô, anh ấy đã hết lòng ủng hộ chúng ta phục vụ Chúa như thế nào. Chúa giấu chúng con, cảm ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh Chúa ban đang khi chúng con thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Và giờ đây chúng con đến với lời của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, con trói buộc tất cả những quyền lực của tối tăm, những gì ngăn trở thân thể, tâm lòng, tâm trí, tâm linh của mỗi con dân của Chúa, để chúng con hướng trọn vẹn về Chúa và lắng nghe những gì Chúa phán với cá nhân mình buổi chiều hôm nay. Nguyện xin Chúa Thánh Linh phán, chúng con đang lắng nghe trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ai là nhân vật ở trong Kinh Thánh mà quý bạn cho em thích nhất? Quý bạn cho em thích nhân vật nào ở trong Kinh Thánh nhất? Chắc mỗi người có những cái câu trả lời khác nhau phải không? Có người thì thích Phaolô, người thích bà Mary, thích Phi-e-rơ, thích Mô-sê. Nhưng quý mạng cho em có ai có từng biết tên cái ông này lần nào không? Onesiphore. Có nghe tên ông này lần nào chưa? Ai từng đọc tới tên ông này trước đây? Dạ, chỉ có một vài người thôi. Đa số đều không biết ông này. Lên thiên đàng gặp ổng, ổng chạy lên chào welcome to thiên đàng. Và quý ông anh chị ông bà ở trong kinh đọc Kinh Thánh đó, có thấy tên của tôi trong đó không? Gãi đầu thì sorry. Tôi đọc Kinh Thánh nhưng mà tôi không có thấy tên ông ở trong đó. Sự thật thì Onesiphore là một trong những nhân vật ít được nói đến trong Kinh Thánh. Tên con chỉ được ghi hai lần ở trong Tân Ước mà thôi. Trong khi đó tên của Phaolô 160 lần, bà Mary 40 lần, vân vân. Nhưng mà tên ông chỉ ghi được có hai lần ở trong Kinh Thánh thôi. Quý bạn cho em đọc Kinh Thánh có thấy ghi tên Nguyễn Hùng Vương lần nào trong đó không? Chắc là không phải không? Mà nếu giả dụ tên của quý bạn cho em mà được ghi ở trong Kinh Thánh đó, thì quý bạn cho em sẽ cảm thấy như thế nào? Rất là thích thú phải không? Và tôi nghĩ rằng mỗi lần mà cầm Kinh Thánh là đều mở chỗ đó chỉ nè, tên tôi đây trong Kinh Thánh phải không? Cho nên dầu được ghi là một lần thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng Kinh Thánh là bởi sự hà hơi của Thánh Linh của Chúa và Đức Chúa Trời có mục đích, cho nên Chúa cho phép ghi lại cái hai lần tên ông Onesiphore cũng với một mục đích. Và buổi trưa nay tôi muốn mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ về nhân vật này. Tiểu sử trích ngang: Onesiphore quê Tiểu Á ở thành Ê-phê-sô. Và các học giả thánh kinh đồng ý rằng Onesiphore làm nghề buôn bán và ông là thương gia, cho nên thường đi đó đi đây. Ông tin Chúa qua chức vụ của sứ đồ Phaolô ở tại Ê-phê-sô. Giống như người Việt chúng ta thì người phương Đông khi xưa, nhất là người Do Thái, khi họ đặt tên con thì thường có ý nghĩa. Tôi không biết ba tôi có muốn tôi làm vua không mà đặt tôi là Hùng Vương. Onesiphore có nghĩa, trong tiếng Anh có nghĩa là profit bringer, tức là người mang lợi lộc. Onesiphore có nghĩa là người mang lợi lộc. Lợi lộc mà ông mang đến cho người khác là sự giúp đỡ và đóng góp của ông. Và đây là lợi lộc thúc đẩy bởi Chúa Thánh Linh.
Và Onesiphora đã sống đúng với cái tên của mình, hay là mười mang lại lộc, hay là nói theo tiếng Hán là ích nhân, tức là một người có lợi, có ích cho những người khác. Và đó là điều mà hai vì chia sẻ trong dịp lễ Father's Day, thì tôi đã chuẩn bị một bài về người cha. Nhưng mà sau đó cầu nguyện thì Chúa khích lệ và Chúa nhắc nhở tôi chia sẻ điều này. Đây là một người cha gương mẫu ở trong gia đình, và một người cha làm gương cho gia đình trong sự hầu việc Chúa. Và nó cũng phù hợp với hướng đi của hội thánh của chúng ta, đó là xây dựng một hội thánh yêu thương. Cho nên buổi trưa nay tôi muốn quý bạn chị em suy gẫm đến nhân vật này để chúng ta rút ra những bài học. Tên của ông là người mang lợi lộc. Thứ nhất, đó là ông là người khích lệ tinh thần. Câu thứ 16 thì sứ đồ Phao-lô nói rằng: nguyện xin Chúa bày tỏ lòng thương xót với gia đình của Onesiphora, vì anh ấy đã nhiều lần khích lệ tinh thần ta và không hổ thẹn vì ta phải mang xiềng xích. Chúng ta biết rằng dẫu Phao-lô là một sứ đồ vĩ đại của Chúa Thánh Giê-xu, là người đầy ơn của Chúa, là người đầy quyền năng của Chúa Thánh Linh, nhưng cuộc đời và chức vụ của ông cũng đầy dẫy những khó khăn và không ít những gian truân khốn khổ. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11 thì phần cuối ông có ghi lại điều đó. Và ông cho biết rằng có lần ông cũng không còn muốn sống nữa, tức là một vị sứ đồ như vậy đó, mà đến đổi có lần ông chán sống. Và ông nói rằng những đau buồn ấy thật lớn lao, quá sức chịu đựng, khiến chúng tôi gần tuyệt vọng, thiếu điều, không muốn sống nữa. Trong Thánh Kinh cũng có nhiều nhân vật đầy ơn của Chúa, nhưng mà trước những thử thách khó khăn, có những lúc cũng chỉ muốn chết thôi. Bây giờ sứ đồ Phao-lô đang sống những ngày cuối cùng ở trên đất, ở trong già nua, bệnh tật, ở giữa ngục tù, và mọi người đều xa lánh, bỏ rơi. Chắc chắn là sứ đồ Phao-lô rất là đau buồn, rất là xuống tinh thần trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng trong hoàn cảnh đó, Chúa đã cho Phao-lô có được Onesiphora, là người khích lệ tinh thần của sứ đồ Phao-lô. Quý bà anh chị em có thể hình dung Phao-lô đang ở trong một cái hoàn cảnh mà đã bị mọi người bỏ rơi. Và ông cũng than ông nói là tất cả mọi người trong xứ Asia đã lìa bỏ ta, ngay cả những người mà ông trông cậy nhất, thân thiết nhất trước đây, bây giờ cũng lìa bỏ ông. Nhưng mà bất ngờ thì thấy xuất hiện một người, và người đó đã khích lệ tinh thần của sứ đồ Phao-lô rất là nhiều. Thật là tuyệt vời phải không? Quý bạn chị em có muốn trở nên một người khích lệ tinh thần những người khác không? Cái chữ khích lệ tinh thần trong bản cổ dịch là an ủi. Cái chữ này trong ngôn ngữ nó rất là lý thú. Ở trong tiếng Anh là refresh, tức là làm tươi mát. Từ này nó nói lên ý nghĩa là một người đang làm việc trưa nắng, giống như ở Việt Nam tháng 7 vừa rồi, 40 mấy 40 độ, hay là ở Úc cái lúc mùa hè lên 40 mấy độ mà làm việc ở bên nắng, ở bên ngoài trời nắng đó. Rồi có một người mang đến cho một ly nước đá chanh, nước đá lạnh, và người đó uống vô cảm thấy nó sung sướng. Thì đó là ý nghĩa cái chữ là mát lòng, là khích lệ tinh thần. Từ này nó có nghĩa là đem cái tấm lòng của một người trở lại với người đó, hay là làm cho tấm lòng của một người mạnh hơn. Và đây chính là cái ý nghĩa của từ khích lệ tinh thần. Nó là một hành động làm cho người xuống tinh thần trở nên phấn khởi. Có một bao giờ quý bạn cho em đang trong tình trạng xuống tinh thần buồn khổ, rồi gặp một người đến, hay là điện thoại đến, và nói chuyện xong mình càng muốn không muốn sống đâu. Nhưng mà ở đây cái người này khi đến đã đem khích lệ tinh thần. Ở trong những bản dịch khác thì có những cái bản dịch thật là lạ lùng. Cái chữ này nó có nghĩa là làm mát lòng. Và tôi nghĩ tiếng Việt mình cũng hay. Có nhiều người thay vì làm mát lòng thì chỉ thích làm. Muốn bạn chị em nói nha. Và Onesiphora là người làm mát lòng sứ đồ Phao-lô. Cái chữ này nó có nghĩa là làm cho lên tinh thần, nâng đỡ, giúp
giúp đỡ, khiến lòng khỏe khoắn và làm cho khỏe khoắn, vân vân. Và cũng dịch là chữ an ủi như trong bản cũ chúng ta. Chúng ta biết rằng sứ đồ Phao-lô là cái người khởi đầu chức vụ với một nhân vật đã đem đến sự an ủi cho ông, đó là Ba-na-ba, mà được đặt cho cái nickname là con trai của sự an ủi. Và người này đã an ủi sứ đồ Phao-lô rất là nhiều. Và Onisiphora không phải chỉ an ủi một lần. Vào những ngày cuối của cuộc đời thì Chúa đã dùng Onisiphora làm người an ủi, khích lệ tinh thần Phao-lô không phải một lần mà nhiều lần. Và Chúa nói là người nhiều phen an ủi ta, hay là trong bản cũ nói rằng anh ấy đã nhiều lần khích lệ tinh thần ta. Không phải một lần, mà Onisiphora là con người nhiều lần khích lệ tinh thần sứ đồ Phao-lô. Chúng ta biết rằng các tôi tớ Chúa, những người mục sư, nhất là những quản nhiệm hội thánh, không thể hầu vị Chúa một mình. Và chúng tôi có những hoàn cảnh rất cần những người khích lệ tinh thần, an ủi, giúp đỡ. Quý bạn chị em có biết rằng khi chính Chúa Giê-xu mà cũng cần có người an ủi giúp đỡ mình không? Có người nói, mục sư nói sao quá, Chúa đâu có cần. Trong vị thế con người, ở trong những hoàn cảnh, Chúa Giê-xu cũng cần những con người giúp đỡ mình. Trong chức vụ của sứ đồ Phao-lô thì ông có những con người giúp đỡ, hỗ trợ như là A-ri-tạc, Mác, Giúp Tô, vân vân. Và đây là những, ông nói rằng những người cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi. Và Onisiphora là một người đó. Chúng ta nhớ trong vườn Gethsemane, trước khi bị bắt vì nóng đinh, thì Chúa Giê-xu đem những môn đệ thân tín của Ngài, và Chúa nói rằng các ngươi hãy tỉnh thức với ta. Và Chúa nói rằng linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Chúa Giê-xu trong hoàn cảnh đó cũng cần có những người kề cận bên Ngài, ở gần với Ngài. Huống chi là chúng tôi là những người hầu việc Chúa. Cho nên trong chức vụ chúng tôi cũng cần những con người an ủi, khích lệ. Bởi vì có những lúc cũng đối diện với những khó khăn không kém con cái Chúa trong hội thánh. Người ta kể lại rằng trong một chương trình truyền hình thì người điều khiển chương trình cho khán giả thấy một cái hộp đựng những gì nằm trong túi của cố tổng thống Abraham Lincoln của Mỹ. Trong đêm mà ông bị ám sát vào ngày 14 tháng 4 năm 1865, thì ai cũng trố mắt theo dõi thử xem trong cái lúc bị ám sát, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời đó, thì trong cái túi của vị tổng thống lừng danh này chứa gì trong đó. Và khi ống kính của truyền hình hướng về người điều khiển chương trình thì người này mở hộp ra và thấy ở trong đó có những vật quý mạnh em thấy trên hình. Có một cái khăn tay thiêu tên là E. Lincoln, một cây viết, một cái bao, hai cặp kiếm cổ, một cái dao cá nhân, một cái hộp, cái bóp trong đó có tờ giấy $5 và một ít bài báo cũ được kẹp chung lại với nhau. Và người điều khiển chương trình đưa ra những bài báo cũ lên. Không biết tại sao lại ông lại mang những cái bài báo cũ này ở bên cạnh mình. Thì người ta mới thấy rằng đó là những bài báo viết về những công việc vĩ đại của Abraham Lincoln đã làm. Và một trong những bài đó có lời nhận định bình luận của bình luận gia John Fry người Anh, mà nói rằng Abraham Lincoln là một trong những người vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày nay thì chẳng những Mỹ mà cả thế giới đều công nhận Abraham Lincoln là một con người vĩ đại. Nhưng vào thời đó, ông đất nước ở trong thời nội chiến bị chia cắt, và ông bị cả hai bên phía Bắc và phía Nam của nước Mỹ tấn công và chỉ trích, chống đối, ghét bỏ, vân vân. Ông là một con người cô đơn mang gánh nặng của quốc gia. Những bài báo nhắc đến việc làm của ông là nguồn sức mạnh đem lại sự an ủi, năng lực để ông tiếp tục phục vụ Chúa. Và có các món này ngày nay được xem là báu vật của Mỹ, được gìn giữ kỹ lưỡng ở tại Thư viện Quốc gia Mỹ. Cho nên thưa quý bạn chị em, bất cứ tôi tớ nào của Đức Chúa Trời cũng cần có những Onisiphora ở trong đời sống của mình, để an ủi, để khích lệ tinh thần. Và tôi tin rằng cá nhân mục sư Nguyễn Văn Ngon cũng như cá nhân tôi cũng không ngoại lệ.
và những người khác hầu việc Chúa cũng không ngoại lệ. Mong rằng quý ông bà anh chị em khi nhớ đến ông Onesiphore, có nghĩa là người mang lợi lộc, thì xin Chúa cho mình trở nên người giống như ông. Lợi lộc đầu tiên đó là khích lệ tinh thần người khác. Thứ hai là có mặt khi cần. Câu thứ 16, 17 là anh ấy không hổ thẹn vì ta phải mang xiềng xích. Khi anh ấy vừa đến thành Roma liền đi tìm ta và đã gặp ta. Chúng ta đọc câu kinh thánh này có lẽ chúng ta thấy nó không có gì đặc biệt. Nhưng mà vào thời điểm này thì hội thánh của Chúa đã phát triển sang Âu Châu và Tiểu Á, và cơ đốc giáo và cơ đốc nhân được biết đến khắp nơi. Đồng thời Nero đã lên ngôi làm hoàng đế của La Mã, và ông ta bắt đầu một cuộc bắt bớ tất cả những ai có là cơ đốc nhân. Một cơn bắt bớ rất là kinh khiếp thời đó. Hoàng đế Nero là một người thích kiến trúc. Ông ta muốn xây dựng lại thành phố Roma theo kiến trúc của Hy Lạp. Nhưng mà ông bị chống đối, người ta không đồng ý. Cho nên sau đó thì ông cho là đốt thủ đô Roma. Và ông để ông xây dựng lại thành phố Roma mà gọi là Golden House theo kiến trúc của Hy Lạp. Nhưng đồng thời ông đổ thừa cho cơ đốc nhân là những người đã đốt thành phố Roma. Và một mũi tên ông bắn ra trúng hai con chim, đạt được hai mục đích. Vừa đạt được mục đích để xây dựng lại thành phố, và 2/3 thành phố Roma lúc đó đã bị cháy rụi. Và mục đích thứ hai là có cớ để bắt bớ các cơ đốc nhân. Và từ đó ông gia tăng cơn bắt bớ và ra lệnh tận diệt bất cứ ai là cơ đốc nhân. Ông là một người cực kỳ ác và áp dụng nhiều thủ đoạn tàn độc trên cơ đốc nhân mà chúng ta ngày nay không thể hình dung được. Và một trong những điều đó là ông cho buộc trói cơ đốc nhân ở trên cây cột, rồi đổ dầu tẩm và châm đuốc đốt để làm đèn soi sáng cho đường phố Roma ban đêm, và có nhiều hình thức. Cho nên vào thời điểm đó cơ đốc giáo, cơ đốc nhân đang bị bắt bớ. Cho nên những ai bị tình nghi là cơ đốc nhân thì là đang ở trong cái hiểm nguy. Phao-lô không phải là một tù nhân bình thường, nhưng mà ông là một nhà lãnh đạo phong trào cơ đốc nổi tiếng trong việc rao giảng phúc âm khắp nơi. Cho nên nhận mình quen với một nhân vật này là một điều nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm hơn cả đi đến Guantanamo của Mỹ để mà muốn gặp những cái trùm ISIS trong đó. Cho nên vì lẽ đó mà có nhiều người họ đã lìa bỏ Phao-lô và không dám dính dáng tới Phao-lô. Cho nên ông mới nói rằng nhiều người, tất cả những người ở trong xứ Tiểu Á xứ đã lìa bỏ ông. Và chắc chắn có những con người mà Phao-lô đinh ninh rằng có thể đến thăm ông trong hoàn cảnh như vậy, nhưng mà lại không có mặt, như là Phi-gen và Hermogen. Nhưng cảm ơn Chúa giữa hoàn cảnh như vậy thì có Onesiphore. Phao-lô nói rằng anh ấy không hổ thẹn về việc ta bị xiềng xích, trong khi các người khác bỏ bạn giống như thủy thủ nhảy khỏi tàu khi tàu chìm, thì Onesiphore lại đi tìm Phao-lô. Và trong kinh thánh, trong những phân đoạn kinh thánh này, Phao-lô ít nhất là 8 lần dùng chữ hổ thẹn. Ví dụ như là đừng hổ thẹn vì làm chứng, trong câu 8, đừng hổ thẹn vì ta không hổ thẹn vì tánh lành đâu, và không hổ thẹn vì ta vân vân. Nhưng mà ở đây thì ông nói rằng anh ấy vừa đến Roma liền đi tìm ta và đã gặp ta. Việc đi tìm sứ đồ Phao-lô là một lãnh đạo của cơ đốc giáo đang bị chính quyền truy nã và đang bắt giam và chờ ngày hành quyết không phải là chuyện dễ. Nhất là vào thời điểm đó thành phố Roma đã bị đốt cháy 80%. Và vào thời điểm đó cũng không có Google để mà hỏi, không có GPS, và chắc chắn cũng không thể nào đến phòng công an mà gõ cửa và xin rằng dạ xin cho biết tử tội Phao-lô có tên là Sao-lơ đó nhốt ở đâu để cho tôi tới thăm. Không có chuyện đó. Cho nên cái việc mà đi tìm
Sứ đồ Phao-lô không phải là cái chuyện dễ dàng. Người ta coi Phao-lô và ông nói rằng như là đồ kẻ ngu dại, rác rến của thế gian, cặn bã của loài người, kẻ rối loạn. Và ông có bản dịch là như là đồ ôn dịch ở trong Côrintô nhất đoạn 4. Và liên hệ đến hạng người này thì không có lợi gì hết. Nhưng mà Onesiphorus đã chẳng hổ thẹn về điều đó. Và ông đã đi, vừa đến Roma liền đi tìm ta và đã gặp ta. Onesiphorus có thể tìm Phao-lô một cách qua lo hầu soi dịu lương tâm. Khi ông có dịp đến Roma, có người nói rằng ông Roma đến Roma là vì đi buôn bán. Rồi có dịp để tìm Phao-lô mà sợ tìm sơ sơ qua mà không gặp thì về cũng soi dịu, tôi cũng có tìm đó chứ. Mà với hoàn cảnh này thành phố bị đốt như vậy cho nên khó tìm lắm. Nhưng mà không, thưa, nhiều người đồng ý rằng Onesiphorus đến Roma là với mục đích tìm sứ đồ Phao-lô. Và ông đi liền đi tìm và đã gặp. Bản tiếng Việt mình rất là nhẹ, nhưng mà trong những bản dịch khác đó là vừa khi đến thành Roma anh ấy là vội vã đi tìm ta cho đến khi gặp được. Ở trong các bản tiếng Anh thì nói rất là mạnh, he sought me out very diligently và and found me. Hay là bản khác nói rằng he searched hard for me until he found me. Tức là không phải tìm một cách qua lo, nhưng mà cố gắng nỗ lực tìm cho đến khi gặp được mà thôi. Tôi mời quý bạn cho em hãy hình dung căn trong cái căn nhà tù tối tăm. Đây là cái chỗ mà người ta tin rằng nơi sứ đồ Phao-lô bị giết là nhà tù nổi tiếng ở thành Roma lúc đó là gọi là Marmoritoi. Hãy hình dung một cụ già Phao-lô, người tạc sơ bị cùm chờ ngày bị hành quyết. Tâm trí đang hồi tưởng lại những năm tháng trong chức vụ. Nhớ đến những sự thăng trầm của từng hội thánh do mình thành lập. Nhớ đến những bạn bè, những tín hữu do mình dẫn dắt đến với Chúa. Và chợt lòng ông quặn thắt khi biết là ngay cả những người mà mình kỳ vọng nhất là Hygen và Hermogen cũng đã bỏ ông. Và câu 15 ông than thở rằng con biết rằng tất cả những người trong miền Asia đã lìa bỏ ta, trong số đó có cả Hygen và Hermogen. Những con người mà ông kỳ vọng nhất, gần gũi nhất, tin cậy nhất bây giờ cũng bỏ ông. Thưa quý bạn chị em, không có gì đau cho bằng khi mà cái người mình tin cậy nhất lìa bỏ mình. Trong cuộc sống cũng vậy và trong sự hợp với Chúa cũng vậy. Và ma quỷ cũng thường dùng điều này để tấn công gieo rắc vào tâm trí của biết bao ý nghĩ tiêu cực, khiến cho những nhiều tôi tới Chúa đã xuống tinh thần, ngã lòng trong chức vụ. Và cá nhân tôi cũng kinh nghiệm điều này. Và tôi cảm ơn Chúa, do đó tôi có thể hiểu tâm trạng sứ đồ Phao-lô trong hoàn cảnh này. Và cảm ơn Chúa vì Chúa Thánh Linh cho phép ghi lại để khích lệ, an ủi cá nhân tôi cũng nhiều tụi tớ, như nhiều tụi tớ của Chúa. Nên nhớ rằng lúc đó sứ đồ Phao-lô không hề biết rằng chức vụ của ông nổi tiếng như bây giờ. Chức vụ của ông thành lập hội thánh và thư tín của ông được liệt vào trong thánh kinh lời của Đức Chúa Trời như bây giờ. Tất cả những gì ông biết lúc đó là ngày qua đời của mình đã gần kề. Và tất cả những người mình đem về với Chúa, hướng dẫn, dạy dỗ, trang bị đều đã bỏ rơi mình. Mà có người trong tiếng Anh họ ví rằng giống như chuột mà nhảy khỏi tàu khi mà tàu bị chìm. Nhưng rồi trong tâm trạng đó thì bất ngờ ông nghe tiếng động ở bên trên cái cửa hầm tù nhà giam. Và cánh cửa được lính canh từ từ mở. Và ánh sáng bắt đầu chói vào và ông thấy một người leo xuống các nấc thang từ cửa hầm leo xuống tầng bậc thang. Phao-lô chưa biết đó là ai thì chợt nhận ra giọng nói quen thuộc là sứ đồ Phao-lô, cuối cùng thì tôi đã tìm được ông, cảm ơn Chúa. Và rồi giọng vị sứ đồ reo lên, Onesiphorus, có phải anh không, người bạn thân thiết của tôi? Và hai cụ già đã ôm chầm lấy nhau. Và tôi tưởng tượng nếu bây giờ đó Onesiphorus bắt đầu mở giỏ đưa ra nào là cơm tấm bì sườn chả, lạp xưởng ướp mao quế lộ, nho táo vân vân,
và hai cụ già tâm tình với nhau. Onesiphore là người mang lợi lộc, và ông đã có mặt bên cạnh sứ đồ Phaolô trong một cái hoàn cảnh như vậy. Và sự có mặt của Onesiphore bên cạnh đem lại cho Phaolô sự tươi mát cả tinh thần, tâm linh và thân thể nữa. Có một tờ báo lần kia thăm dò độc giả và xin cho định nghĩa về một người bạn thật. Thì cái người thắng giải về định nghĩa bạn thật là gì đó thì trả lời rằng bạn thật là người đến trong khi cả thế giới bỏ chúng ta mà đi. Đó là bạn thật. Bạn thật là người đến trong khi cả thế giới bỏ chúng ta mà đi. Mục sư Martin Luther nói rằng bài trắc nghiệm về sự trung thành của một người lính là việc anh ta có mặt hay không có mặt khi chiến trường nóng bỏng. Đang khi chiến trường nóng bỏng mà người lính có mặt hay không có mặt mới nói lên sự trung thành của một người lính. Có một người, có một cái hãng mở ra mới mở gần nhà anh này. Bạn này mới đến để xin việc làm. Và người chủ hỏi rằng anh có thể làm mộc được không? Nói dạ không, mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm mộc. Anh có thể lót gạch được không? Dạ không, tôi cũng biết gạch, lót gạch luôn. Anh có thể chạy ống nước được không? Dạ không luôn. Anh có thể đi dây điện không? Dạ không luôn. Tất cả những việc đó tôi chưa từng làm. Người chủ nói gì? Vậy chứ anh đến đây anh xin việc mà anh xin anh làm việc gì? Thì người này nói rằng nhà tôi ở cách hãng ông một vài căn thôi. Bất cứ khi nào ông chủ cần là tôi có mặt. Lắm lúc sự có mặt ở bên cạnh trong những hoàn cảnh như vậy là điều rất cần thiết. Và Onesiphore, người mang lợi lộc, chẳng những nó khích lệ tinh thần sứ đồ Phaolô, nhưng mà có mặt trong lúc mà sứ đồ bị sứ đồ cần nhất. Và điểm thứ ba, đó là hết lòng ủng hộ. Câu thứ 18 nói rằng, các con đã biết rõ lúc ở Ê-phê-sô anh ấy đã hết lòng ủng hộ chúng ta phục vụ Chúa như thế nào. Onesiphore không phải chỉ trở nên người mang lợi lộc đối Phaolô khi ông ở trong tù, nhưng mà ông đã sống đúng với cái tên của mình mỗi ngày. Lúc Phaolô hầu việc Chúa ở Ê-phê-sô thì Onesiphore đã hết lòng ủng hộ chức vụ của vị sứ đồ. Tại Ê-phê-sô, Phaolô cũng thường đối diện với biết bao kẻ thù, biết bao người chống đối, nhưng Onesiphore là nguồn khích lệ và hỗ trợ sứ đồ Phaolô trong hoàn cảnh đó. Và sự ủng hộ của Onesiphore phổ biến đến nỗi tất cả tín hữu ở tại Ê-phê-sô đều biết rõ. Cho nên câu thứ 18 Phaolô chắc con đã biết rõ ở lúc ở Ê-phê-sô anh ấy đã hết lòng ủng hộ chúng ta phục vụ Chúa như thế nào. Ở trong tiếng Anh câu này rất là lý thú, nói rằng con thừa biết khi còn tại Ê-phê-sô anh ấy đã từng phục vụ ta mọi mặt. Không phải chỉ ủng hộ thôi mà phục vụ mọi mặt, mà mọi người tại Ê-phê-sô đều biết. Trong tiếng Anh nói rằng in how many things, in how many ways. Không phải chỉ ủng hộ một vài điều, một vài cách, nhưng mà Onesiphore đó là ủng hộ chức vụ sứ đồ Phaolô in trong nhiều cách và trong nhiều mặt. Đó chính là những gì mà mỗi hội thánh đều cần. Cần có những người tín hữu trở nên những Onesiphore. Không phải chỉ thỉnh thoảng, lâu lâu một lần, trong một vài việc, trong một vài cách nào đó, nhưng trong mọi mặt, trong mọi cách, trong mọi điểm. Chúng ta đang hướng để xây dựng hội thánh trở thành một hội thánh yêu thương, thì những Onesiphore rất cần có trong hội thánh. Chúng ta không biết nhiều về Onesiphore, nhưng chắc chắn đức tin của ông đã tác động trên tất cả mọi người ở trong nhà của mình. Mà ông quả thật là một người cha gương mẫu trong gia đình như tôi nói. Trong phần cuối của thư Timôthê thứ nhì, thì Phaolô một lần nữa gửi lời chào thăm cả gia đình Onesiphore. Phaolô cầu xin Đức Chúa Trời ban sự thương xót cho tên gia đình do sự phục vụ Chúa của Onesiphore. Ông nói rằng nguyện xin Chúa bày tỏ lòng thương xót với gia đình của Onesiphore, vì anh ấy đã là một con người như vậy như chúng ta biết. Và dựa vào văn phạm và văn mạch trong nguyên ngữ thì các học giả kinh thánh
cho rằng Onesi đã qua đời khi sứ đồ Phaolô viết những lời này. Và nhiều người tin rằng nguyên nhân Onesi qua đời là bởi vì ông đã đến thăm Phaolô, là một lãnh tụ của Cơ Đốc giáo mà đang bị kết án tử hình. Và như tôi vừa nói, lúc đó đạo Chúa đang bị bắt, ai là Cơ Đốc nhân là bị bắt và bị giết nếu không chối Chúa. Và người ta tin rằng Onesiphorus sau khi thăm sứ đồ Phaolô cũng đã tuần đạo. Nhưng mà cái gương hầu về Chúa của ông đã để lại cho gia đình và để lại cho hậu thế để chúng ta. Tôi tin rằng trong giây phút cuối cùng của cuộc đời của sứ đồ Phaolô, trong cảnh già nua, bệnh tật, tù đày, xiềng xích, bị nhiều người bỏ rơi, nhưng do những gì Onesiphorus đã làm, cho nên khiến cho sứ đồ Phaolô có thể nói rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình để dành cho ta, Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Tôi tin rằng sự hầu việc Chúa của Onesiphorus đối với chức vụ sứ đồ Phaolô đã khiến ông có thể nói lên những điều này. Và trong những lời cuối cùng, Tiêu thư nhì đoạn 4 câu 19 là những lời cuối cùng của sứ đồ Phaolô, thì ông vẫn nhớ đến gia đình này và ông nói rằng con cho ta gửi lời chào thăm gia đình của Onesiphorus. Đây là lời cuối của sứ đồ Phaolô gửi cho một người trẻ đang phục vụ Đức Chúa Trời, với mục đích nhắn gửi hãy tiếp tục cuộc chạy cho xong cuộc đua đang bày ra phía trước. Dầu kinh thánh nói rất ít về Onesiphorus, nhưng đời sống của ông để lại những gương cho chúng ta. Và chắc chắn tên con đã được ghi vào sách sự sống của chúng con. Dầu kinh thánh không có ghi tên Nguyễn Hùng Vương hay Nguyễn Văn Ngon hay là tên của quý bà chị em, nhưng tên của chúng ta đã được ghi vào sách sự sống của chúng con. Xin Chúa giúp để mỗi chúng ta quyết tâm trở thành một Onesiphorus, một người mang lợi lộc. Mục sư John Wesley mô tả về một người tôi tớ khiêm nhường, ông nói như thế này: đó là một người làm tốt tất cả những điều bạn có thể, bằng tất cả phương tiện bạn có thể, trong tất cả phương cách bạn có thể, tại tất cả những chỗ bạn có thể, và tại tất cả thời điểm bạn có thể, cho tất cả mọi người bạn có thể, và bao lâu bạn có thể. Trong tiếng Anh câu này rất là lý thú. Cho nên xin Chúa giúp cho mỗi tín hữu ở trong hội thánh Đa Khăn sẽ trở thành những tôi tớ khiêm nhượng, sẽ trở thành những Onesiphorus ở trong đời sống của mình trong hội thánh. Và mỗi khi những anh chị em khác nhắc đến tên chúng ta thì họ liên kết chúng ta là người mang lợi lộc. Và để kết thúc, tôi cũng kể một câu chuyện thật đã xảy ra vào thập niên 1950. Có một cầu thủ bóng chày người da đen tên là Jackie Robinson. Anh là người Mỹ da đen chơi ở trong đội bóng chày chuyên nghiệp. Và để xóa bỏ hàng rào kỳ thị màu da thì anh đã phải đối diện với biết bao đám đông thù ghét tại mỗi sân vận động. Chúng ta biết vào thời thập niên 50-40 thì sự kỳ thị người da đen còn rất cao tại Mỹ. Lần kia khi anh đang chơi tại sân FS Field ở Brooklyn ở New York thì anh phạm một lỗi. Và người xem bắt đầu chế nhạo anh. Và anh đứng ở trên sân mà xấu hổ, nhục nhã trước sự hò hét, chế giễu, đe dọa tính mạng của đám đông. Và rồi, không nói một lời, đội trưởng của anh là ông Wiries, một cầu thủ nổi tiếng của Mỹ thời đó, đi đến bên cạnh Jackie, tròn tay trên vai Jackie, quay mặt hướng về khán giả. Đang khi anh xấu hổ nhục nhã thì đội trưởng đến và tròn tay, và cả hai hướng về đám đông và bắt đầu này. Bất ngờ mọi người trở nên yên lặng. Rồi về sau, Jackie Robinson đã trở nên một cầu thủ nổi tiếng. Và ông nói rằng cái tròn tay trên vai ấy đã cứu sự nghiệp của ông. Jackie Robinson trở nên nổi tiếng, nhận được nhiều giải thưởng ngoại hạng, và câu chuyện của ông đã được dựng thành phim. Ông qua đời năm 1972, nhưng tên tuổi của Robinson vẫn được tiếp tục nhắc đến và ban tặng nhiều danh hiệu, nhiều huy chương danh dự.
Năm 1999 được báo khai liệt kê vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Tháng 3 năm 1984, Jackie Robinson được Tổng thống Ronald Reagan tặng cho một huy chương cao quý nhất của cho dân sự. Và rồi trong buổi lễ ngày 2 tháng 3 năm 2005 thì Tổng thống George W. Bush cũng đã tặng một cái huy chương danh dự khác bà cho Jackie Robinson và vợ của ông, bà Rachel Robinson đã thay mặt chồng để nhận lãnh. Và nhiều sân vận động, building, cơ sở đều được đặt tên Jackie Robinson. Và hình của ông được in trên tem và đồng tiền của Mỹ. Vào tháng 2 năm 2011 thì chính phủ Mỹ gắn cho một tấm plaque danh dự trước cửa nhà của Jackie ở Montreal ở bên Canada. Và tháng 11 năm 2005, người ta đã dựng tượng quang cảnh của hai người tại sân Cason Park ở Brooklyn để kỷ niệm và nhắc nhở hậu thế. Và đây là cái tượng dựng cảnh Weary chọn tay Jackie Robinson đang khi bị đám đông chế diễu và đe dọa. Và người ta nói rằng tất cả những gì xảy ra mà lịch sử có được là nhờ cái tròn tay của vị đội trưởng đã cứu Jackie Robinson và khiến cho sự nghiệp của ông được thăng hoa thăng tiến như chúng ta biết. Cho nên thưa quý bạn chị em, cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta sẽ trở thành Onesiphorus, trở thành những Weavers để có những cái tròn tay hỗ trợ những người khác đang lúc có cần. Quy Chúa ban phước trên tất cả mọi người, nhất là những người cha trong dịp lễ này sẽ trở nên những Onesiphorus của Hội Thánh.